Và đây ngày hôm nay thì Econ sẽ giới thiệu cho anh em nhà mình về một chiếc Cruiform mới các nhá. Một chiếc Cruiform mới hoàn toàn luôn đây cho anh em nhà mình. Chiếc Chevrolet Cruise này sản xuất đời 2017, màu trắng. Lên form mới này thì nó có rất là nhiều những cái thay đổi so với những cái thiết kế cũ, từ form dáng, từ kiểu dáng của em nó này, từ la răng cũng như là mặt ca lăng đằng trước cũng khác rồi, hoàn toàn rồi. Và trên chiếc xe này thay đổi đặc biệt nhất đó là đã có trang bị phanh ABS chống bô cứng an toàn 4 bánh rồi, có đèn pha tự động, có điều hòa tự động và có gạt mưa tự động, có xích nhan trên gương luôn cho anh em nhà mình luôn. Form dáng thì dài rộng đẹp, mặt ca lăng đằng trước đẹp. Và đặc biệt lên cái form 2018 này thì cái đèn hậu phía sau các nhá, đèn hậu phía sau này, trong rất là nhiều video thì em Công cũng đã nói rất là nhiều về cái đèn hậu này rồi. Cái đèn hậu này, cái đèn hậu này thì nhìn nó sang hơn và nhìn nó đẹp hơn, trẻ trung hơn, thể thao hơn so với những cái form cũ mà nó là một cái hệ thống đèn liền to. Và đây nó là đèn tách luôn cho anh em nhà mình cùng xem này. Đấy. Chiếc này thì đã có trang bị cam hành trình, có trang bị cam lùi và có 4 cảm biến lùi hỗ trợ độ xe đầy đủ đây cho anh em mình đây. Có nhá. Đây ạ, có 4 cảm biến lùi này. Đấy. Rồi có cái viền chạy bo, viền chrome kia, nhìn nó xe nó đẹp hơn đúng không? Đúng không ạ? Và chiếc này thì đặc biệt là chiếc này nó mang biển số Hà Nội rồi. Các bác nào ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh mà mua em này về thì yên tâm không phải mất thêm 20 triệu tiền biển có nhé. Không phải mất thêm 20 triệu tiền biển. Đấy, đây ạ, cho các bác cùng xem này. ABS chống bô cứng an toàn 4 bánh cho anh em nhà mình rồi. Đấy, màu trắng đẹp cho các bác nhá. Màu trắng đẹp đây cho anh em nhà mình luôn. Và chiếc xe này thì đèn gầm của em nó này, các bác nhìn này. Lên phiên bản này thì đèn gầm đó đã trang bị, đó là đèn bi cầu rồi và có giải mí đèn LED định vị ban ngày đây. Đấy, đèn pha là đèn halogen siêu sáng cho anh em nhà mình rồi. Mặt ca lăng kép và mặt ca lăng đều được ốp bọc mạ chrome cao cấp sáng bóng đẹp. Sáng bóng đẹp đây nhá quý anh chị ạ. Sáng bóng đẹp cho anh em nhà mình đây. ABS đây, chống bó cứng đây. La răng trẻ đa chấu cho anh em nhà mình cùng xem đây. Xi nhan tích hợp trên gương đầy đủ bằng hệ thống giải đèn LED hết các nhá. Hệ thống đèn LED. Đây, ghế vẫn là ghế zin xịn nguyên bản theo xe. Ghế vẫn là ghế zin xịn nguyên bản theo xe từ đầu nhé có nhá. Em sẽ mở hết ghế ra để cho anh em nhà mình, quý anh chị em nhà mình, các bác có thể tiện theo dõi và nhìn nó rõ hơn. Nhìn nó rõ hơn được không ạ? Đây. Đấy. Có nhìn chưa? Từ những cái phần keo chỉ của chiếc xe đây. Từ phần keo chỉ cũng như là tất cả những cái phần từ táp ly này. Đấy, ốp cánh cửa hay là mặt ca lăng đằng trước đây. Rồi mặt táp lô cũng rất là đẹp luôn cho anh em nhà mình. Ghế con này vẫn là ghế da múi thể thao đẹp đây nhé quý chị nhá, các bạn nhìn chưa? Và nó vẫn là ghế da zin xịn nguyên bản theo xe từ đầu luôn cho anh em nhà mình. Nguyên bản theo xe từ đầu. Điều hòa tự động hết rồi, các bạn nhìn chưa? Đây ạ, điều hòa tự động này. Củ số rất là mới đẹp luôn này cho anh em nhà mình. Vô lăng phím bấm nhá. Và đây có tích hợp cả cam hành trình, cam lùi đủ trên chiếc này. Đấy, trên chiếc cam tích hợp trên gương đây cho anh em nhà mình cùng xem. Phía ghế sau cũng vậy này, các bạn nhìn chưa? Ghế sau vậy, nó vẫn là ghế da zin xịn nguyên bản từ đầu theo xe. Đây. Đấy, zin hết nhá quý chị nhá. Phần táp ly này cũng vậy này, có nhìn chưa? Đấy. Táp ly này cũng vậy này, vẫn là táp ly zin nguyên bản theo xe từ đầu cho anh em nhà mình. Bên đây cũng vậy luôn, zin hết nhá quý chị nhá. Zin hết phần táp ly đây. Các bạn nhìn rõ không ạ? Đấy, nó hơi tối. Đây. Đấy. Ghế da zin xịn nguyên bản theo xe từ đầu cho anh em nhà mình. Đây nữa. Đúng không ạ? Zin xịn nguyên bản theo xe từ đầu đây cho anh em nhà mình luôn. Ghế da zin hết, có nhá. Ghế da zin hết hoàn toàn luôn. Cho các bác cùng xem khoang động cơ của em nó để các bác thấy được rằng là chiếc Cruise 2017 này nó còn đẹp mức độ như nào. Đấy, chỉ giá bán con này bây giờ chỉ nó hơn 300 thôi anh em nhá. Hơn 300 triệu đồng thôi. Đây, khoang động cơ của em nó đây ạ. Khoang động cơ của em nó đây. Máy nó đã là máy mới rồi, máy ETEC 2 đây cho anh em nhà mình nhé, các bác nhé. Ra máy thì rất là sáng đây rồi, trục bô này và tất cả những chi tiết đây. Đương nhiên là cái phiên bản này và cái đời này thì nó phải là máy số zin rồi. Không có lý do gì là máy số da vì xe mới chạy được có 5 năm thôi. Có nhá. Đấy, nước làm mát cũng là nước màu này. Và đây ạ, các chi tiết của em nó đây. Đấy. Có nhìn chưa? Máy móc thì sáng choang luôn rồi. Đây. Máy móc thì sáng choang. Đấy, có nhá, hai bên đũa át bèo này thì nó quá mới, nó quá đẹp luôn đây cho anh em mình rồi. Ra máy đẹp đây rồi. Cụm phanh ABS nằm bên dưới nước làm mát đây. Có nhá. Máy số zin cho em này và chúng ta sẽ kiểm tra phần cốp sau của em nó. Đấy, cốp mở bằng khóa điện nhá. Cốp mở hoàn toàn bằng khóa điện đây cho anh em nhà mình. Đây, cốp đây ạ. Cốp phía sau đây. Đấy, cốp thì rộng rồi, kích đây. Mới nguyên luôn cho anh em nhà mình nhé quý anh chị nhá. Mới nguyên luôn. Và đây ạ, chúng ta sẽ mở cái cốp này lên để chúng ta có thể xem bên dưới. Cái lốp dự phòng
Đây ạ, các bác nhìn chưa, là răng nguyên bản nhá, lốp bên rồi lòng cốp này, nó như mới luôn, nó cực kỳ đẹp luôn. Đây cho anh em nhà mình cùng xem. Đấy, quá đẹp luôn, cho anh em mình ZS từ AnZ luôn. Nhìn đẹp thực sự luôn, cái form này lên cái form mới này nó đẹp thực sự luôn. Đây cho anh em nhà mình cùng xem, đây quay xa xa một chút nhá. Đấy, một chiếc Cruise đời 2017, 2017 phiên bản số sàn, và nó lên form mới, máy mới rồi. ABS chống bồ cơ an toàn, 4 bánh, điều hòa tự động, đèn pha tự động và gạt mưa tự động, xi nhan gương. Chiếc này thì đang được chào bán gửi tới quý cô bác, quý anh chị mình với giá bán là 335 triệu coi nhá, 335 triệu. Quý chị nào mà đang cần tìm mua thì có thể liên hệ ngay cho em Công qua số điện thoại của em là 0984 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp cũng như là lịch hẹn xem xe và chạy thử xe. Đấy, bác nào chưa đăng ký kênh để tiện theo dõi thì các bác hãy vào bấm thích trang, bật thông báo trang để không bỏ lỡ những video mới nhất các bác nhá. Cảm ơn anh chị em mình đã luôn đồng hành và ủng hộ em Công ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị em vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.